Xin chào các bạn, trong cái video này của anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tip để mà làm coloring khá là thú vị khi các bạn có một cái hình ảnh về nét thôi. Thì bây giờ các bạn không cần dùng bút chì để hoặc là sử dụng một cái app nào để tô màu, mà ở đây mình chỉ cần những cú click chuột để chúng ta có được những cái hình ảnh tô màu rất là phong phú và tạo cho mình có một cái sự nhạy bén trong việc là sáng tạo ha. Thì các bạn vào ở trong một cái công cụ này, thì cái link của công cụ này thì mình để ở dưới video này nha. Thì để bắt đầu thì các bạn kích vào upload sketch image, các bạn kích vào thằng này và mình mở lên một cái hình ảnh tô màu nha, cái hình ảnh nét này thôi. Thì trong vừa hình ảnh nét này thì mình sẽ có cái giao diện như thế này đấy, thì nó ở bên này nó sẽ chuyển sang một cái màu sắc khác ở style này. Thì ví dụ như các bạn muốn có một cái style riêng thì các bạn có thể là chọn là cái ở đây có ba style nhé, các bạn có thể là kích vào style này, nó chuyển sang cái gam màu kiểu khác đây, theo kiểu như thế này ha, hoặc là kiểu này đó, rất là nhanh nhé. Rồi sau khi xong rồi á thì bây giờ mình muốn custom lại cái màu sắc của mình theo ý muốn. Thì ví dụ như là các bạn muốn cho cái áo choàng này nó trở thành là màu, có thể là màu xanh đi nhá, thì mình click vào ở nút palette màu ở bên trái màn hình đây này, thì mình kích vào đây và mình sẽ chọn một cái màu xanh, xanh dương hoặc xanh lá cây vân vân, mình có thể tích vào màu xanh dương này nhá. Và mình sẽ vẽ ở bên bên kia hình ảnh về nét này, thì mình sẽ quẹt ở đây một xíu ở đây thôi, thì cái mảng màu xanh ở bên áo choàng này sẽ thay đổi màu xanh nha. Đó, các bạn thấy không? Rồi rất là tiện. Và bên này là cái màu này á, cái búa này có thể là màu nâu, thì mình sẽ kích vào thằng này và mình sẽ chọn là cái màu nâu đất này ha, đúng không? Ok, hình như là màu nâu ok rồi. Nhưng mà cái đôi giày ở đây ha, ví dụ đôi giày này này, mình muốn cho nó là màu đen hoặc màu đen đây, màu đen đen xanh đây, mình kích vào màu xanh này và mình sẽ dùng bút, mình chỉ có quẹt một phát ở đây cái đôi giày này thôi thì nó sẽ chuyển sang màu màu xanh. Đấy, các bạn thấy một cái cách mà tô màu khá là tuyệt vời ở bên cái tool này không? Đây là một cái cách mà chúng ta có rất là sáng tạo ha. Rồi bây giờ ví dụ như cái mạng này mình muốn cho nó màu vàng ha, màu vàng nhạt nhé. Ví dụ như mình kích vào màu vàng này và mình quẹt ở đây thì nó sẽ tự động tô ở bên cái mạng ở dưới này ha. Đấy, rồi khá là thú vị đối với cái công việc, cái công cụ này nha. Thì các bạn click vào link ở bên dưới của video này, thì mình đã để cái link của cái tool này ha, hoàn toàn miễn phí. Ok, rồi thì các bạn thấy cái video này khá thú vị thì các bạn hãy like và subscribe cái kênh của mình, để mình có một động lực. Mình sẽ tạo ra chia sẻ cho các bạn thêm những cái video, những cái tips khá là thú vị ở trên trên kênh YouTube của mình nữa. Và luôn tiện trong cái video chia sẻ này, mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn một cái khóa học KDP Amazon để mà tạo nguồn thu nhập thụ động trên Internet, làm MMO cho các bạn mới bắt đầu từ A đến Z, và mình đã đóng gói rất là chi tiết và rất là rõ ràng, rất là phù hợp cho các bạn mới bắt đầu để mà tìm hiểu, rút ngắn được thời gian và chi phí trong cái công việc mà làm sách ha. Thì trong cái tháng này thì chỉ có là khuyến mại cho bạn trợ giá là chỉ có 1.999.000 thôi. Và trong cái khóa học này thì có cung cấp những cái tài liệu, tài nguyên và có support 1:1 cho các bạn ha. Thì các bạn thấy cái khóa học này hữu ích đó, thì và phục vụ cho cái công việc của bạn á, sự đam mê của bạn, thì các bạn click vào link bên dưới của video này để mà đăng ký cái khóa học này nha, và để đồng hành cùng với Quốc Anh. Rồi, thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.